Rồi, hello, xin chào hết tất cả toàn thể anh em nha. Một lần nữa đã ghé trở lại và xem kênh YouTube của Tuấn Moto. Và hôm nay thì bên mình lại tiếp tục giới thiệu cho anh em một con xe Honda Master 3 125 nha anh em. Con này là đời sau của Master 2, con này Master 3 125. Con này thì bên cửa hàng cũng mới vừa về và cũng tranh thủ quay video giới thiệu cho anh em. Con này thì bánh mâm nha. Vỏ trước, vỏ sau thì vỏ không rụt. Con này biển số thành phố luôn anh em. Đó, biển số thành phố luôn. Đó, con này thì Master 3 thì nó sau Master 2, nó cải tiến Master 2 một tí. Đó, con này thì nó là số móc, anh em để ý nha. Master 2 thì nó là số tới, còn con này là số móc. Con này thì hiện tại bên cửa hàng đang để ra cho giá hữu nghị cho anh em luôn. 33 triệu anh em, 33 triệu. Anh em nào cần mua thì anh em liên lạc cho em. Bây giờ Master 2 cũng nằm với giá là 31 triệu rồi. Con này Master 3 thì bên em bán ra với giá là 33 triệu ha. Giá này thì bên em bao ship cho anh em luôn nha. Bao ship cho anh em, nếu như anh em ở xa, anh em không có điều kiện, anh em ghé lên địa chỉ cửa hàng thì bên cửa hàng sẽ bao ship cho anh em. Đó, con này thì màu đỏ, nước sơn rin nha, nước sơn rin, máy móc êm ha. Anh em bình đề càng đàn đầy đủ. Anh em nào cần mua thì liên lạc cho em tới số điện thoại là 0369 669 659 hoặc anh em ghé thẳng lại địa chỉ cửa hàng bên Tuấn Moto là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh để anh em trực tiếp xem xe. Và anh em nào ở xa, anh em không có điều kiện, anh em ghé lên địa chỉ cửa hàng thì bên mình sẽ bao ship cho anh em nha, bao ship cho anh em. Con này thì khá là đẹp anh em, bóng xi nhan rồi vẫn còn nguyên riêng, nước sơn màu đỏ cản. Con này thì anh em gắn thùng nên rất là dễ nè. Anh em nào muốn đi xa nó thì anh em mua thích gì anh em gắn thùng lên, thì cái này cũng có cái ba ga này, anh em gắn thùng rất là dễ luôn đó, rất là dễ đó anh em để ý nha. 33 triệu anh em, bao ship anh em đó. Còn anh em nào mà lên địa chỉ cửa hàng mua thì bên mình sẽ biết sẽ bớt cái tiền ship cho anh em. Còn nếu như anh em nào ở xa anh em không lên được thì mình sẽ bao ship cho anh em đó, anh em để ý nha. Con này thì máy móc cực kỳ chuẩn luôn, bình đề càng đàn đầy đủ nè, nè máy này rất là êm. Mấy dòng này thì nó khá là lợi xăng luôn, xăng của nó thì anh em chạy tầm 45 cho đến 50 cây số một lít xăng. Nếu như anh em ra đường trường anh em biết chạy cách hơn thì nó sẽ lợi hơn nữa anh em. Đó, anh em mình để ý nha, đèn nè, xi nhanh đồng hồ rồi em thấy là khá là đẹp luôn, nước sơn. Con này thì chủ xe có gắn cái đèn led luôn. Và em sẽ chạy thử con xe này cho anh em mình xem nha. Anh em xem video thì anh em nhớ ủng hộ cho bên cửa hàng Tuấn Moto một like và một lượt chia sẻ video nha anh em. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì anh em bấm đăng ký kênh để mình tiếp tục theo dõi những video sau bên cửa hàng Tuấn Moto đăng lên. Vì bên cửa hàng mình còn khá là nhiều xe đang giảm giá cho anh em, nên anh em nào cần mua thì anh em ghé lại địa chỉ cửa hàng nha. Và đặc biệt cái thì bên mình có bán xe thì có bán phụ tùng xe đầy đủ luôn. Anh em nào cần thay thế phụ tùng thì bên mình có bán luôn nha. Phụ tùng Honda Master nè, Suzuki GZ, nói chung là đủ hết. Anh em nào cần mua thì bên mình có bán luôn. Đó, phụ tùng bên mình có bán đầy đủ và có ship tận nơi cho anh em mình luôn. Rồi, em sẽ chạy thử con xe này cho anh em mình xem nha. Anh em đừng có rời màn hình nha. Trước khi chạy thử thì em sẽ quay sơ một vòng chiếc xe cho anh em mình tham khảo. Đây, xe nè, quá là đẹp luôn, biển số thành phố nha. Đây, Master 3 thì nó khá là đẹp. Tư thế ngồi con này chạy anh em cực kỳ thoải mái luôn, khi anh em đi xa rất là thoải mái nha. Đó, anh em mình để ý ha, xe anh em thì quá là mới luôn anh em. Nhìn con xe rất là chất lượng nha. Đó, anh em để ý nha. Đây, Master 3 thì nói chung con này thì có kiến hậu rồi nè, cản chống đổ rồi đầy đủ hết. Anh em mua về anh em chỉ việc sử dụng thôi, không cần làm thêm cái gì. Rồi, ok anh em sẽ chạy thử con xe này cho anh em mình xem nha. Anh em nào cần mua thì anh em liên lạc nha. Con này là số móc ha, móc 1 trước 2 3 4 5 thì anh em móc lên. Rất là đơn giản nha. Đây. Máy móc rất là êm anh em, lên ga rất là nhẹ luôn nha. Con này là số móc anh em mình để ý nha. Số 1 trước 2 3 4 5 anh em mình móc lên nha. Đó, anh em thấy con xe này anh em chạy rất là khỏe luôn. Đó, rất là nhẹ nha. Khá là nhẹ. Tư thế ngồi nó cực kỳ thoải mái, anh em không gây sườn mỏi lưng nha. Lưng anh em không có mỏi lưng giống như những dòng xe khác. Những xe này anh em chạy anh em đi rất là nhẹ luôn. Anh em thấy không? Ngồi tư thế ngồi chạy cực kỳ ok. Giá chỉ có 33 triệu thôi. Anh em nào cần mua thì anh em liên lạc nha. Phục nhúng rất là êm anh em. Xe này cản chống đổ, máy sạch sẽ. Mua thì anh em đi. Đó,
anh em nào cần chốt giá thì anh em nhanh tay liên lạc cho em nha, số điện thoại bên em có Zalo luôn. Anh em nào cần mua phụ tùng xe cũng giống như mua xe thì anh em kết bạn Zalo, em sẽ gửi hình ảnh thông tin đầy đủ cho anh em mình xem. Xe lên ga rất là ngọt, lên ga rất là ngọt này này. Về số côn đồ cũng khá là nhẹ luôn, khá là nhẹ. Nói chung con xe này thì anh em mua về anh em đi xa này, đi làm rất là ok luôn, rất là ok. Gàn tay nổi rất là nhuyễn, anh em để ý ha. Rồi em sẽ quay từng chi tiết con xe cho anh em mình xem nha. Rồi ok anh em sẽ quay từng chi tiết con xe cho anh em mình xem, anh em mình tham khảo nha. Anh em nào cần mua thì liên lạc nha. Phần phía trước ha, thì em sẽ quay sơ cái phần này cho anh em xem. Tay côn nè, rất là nhẹ nè, rất là nhẹ. Kính hậu đẹp ha, đồng hồ đèn xi nhan, đèn trước đèn led luôn, rất là sáng nha. Mà đèn đồng hồ nè, mà chrome rồi, nhìn khá là bóng và đẹp. Đó, anh em mình tham khảo. Đó. Đây bốn xi nhan vẫn còn nguyên zin, logo Honda mắt mèo là còn đầy đủ. Đó, xe nói chung là quá là hợp lý anh em. Bi đông ring nha, bi đông ring, tư thế anh em ngồi nó cực kỳ thoải mái luôn. Xe hệ thống thắng đĩa, phía trước là phân đĩa, phía sau là phân cơ nha. Đấy. Bên trước có cản chống đổ luôn, đầy đủ. Đó, màu đỏ nữa, nhìn rất là đẹp và rất là sang. Mấy con này thì anh em chạy nó cực kỳ ok luôn, rất thoải mái ha. Lợi xăng, máy móc ha, khác Master 2. Con này Master 3 thì máy của nó giống như máy Shadow, máy CG anh em. Đó, y chang luôn. Mẫu này thì anh em nào mà lớn lớn tuổi anh em đi mẫu này rất là sang trọng luôn. Rất là sang trọng và quý giá nha. Đó, đi rất là hợp lý luôn anh em. Đó, anh em để ý nha. Đây, bô nổ rất là êm, gọn. Nổ tiếng cực kỳ êm luôn, không có la lớn, chạy rất là nhẹ. Anh em để ý ha, máy nè, rất là đẹp. Bên mình có bao ship luôn nha, anh em nào ở xa anh em không lên được địa chỉ cửa hàng thì bên mình sẽ bao ship cho anh em luôn. Thắng đồ rất là chuẩn nha anh em, thắng rất là chuẩn nè. Đó, rất là ok. Nói chung trên xe anh em nhìn, anh em chạy chiếc xe rất là cứng cáp luôn. Đó, yên là yên liền, anh em ngồi trước cũng như ngồi sau rất là khỏe. Ba ga này thì anh em có thể gắn thòng được luôn, rất là dễ, không cần chế chóc gì hết, mua thòng về là gắn thôi. Đó, anh em để ý nha. Xi nhan đèn bô nổ êm cực kỳ, giỏ trước giỏ sau đã không rụt. Biển số mình thành phố 59S1789 luôn, 92 số cũng đẹp. 33 triệu, anh em nên sử dụng những con xe như vậy anh em đi, đúng hàng chính hãng của Honda nên anh em khỏi phải sợ nó hư vạt này kia. Đó, anh em mình để ý nha, vì bên mình là chuyên bán những dòng xe chính hãng nên anh em yên tâm, không có bán những dòng xe bậy bạ nha. Bên mình là bán những dòng xe chính hãng nên anh em mình mua đi không có sợ hư bậy bạ nha, không có sợ hư bậy bạ đồ này kia. Anh em mình để ý nha, vì đây là những dòng xe chính hãng của Honda, rất là bền và cực kỳ lợi xăng nữa. Còn những anh em nào mua xe bên cửa hàng Tuấn Ô Tô thì bên cửa hàng Tuấn Ô Tô sẽ tư vấn cho anh em rất là kỹ để anh em biết những dòng xe nào bền, những dòng xe nào không bền và những dòng xe nào phụ tùng thay thế dễ. Phụ tùng thì bên mình có bán đầy đủ hết, anh em yên tâm. Đó, khi những con xe bên cửa hàng bán ra thì đều có bán phụ tùng xe đầy đủ để cho anh em mình thay thế nha. Đó, khi anh em mua xe bên cửa hàng Tuấn Ô Tô sau này, thời gian sau anh em cần thay thế phụ tùng thì bên cửa hàng có bán và ship phụ tùng cho anh em mình luôn, ở các tỉnh luôn. Bên mình còn khá là nhiều các dòng xe mô tô khác nha. Anh em nào cần mua thì anh em bấm đăng ký kênh, anh em vào cái kênh của anh để anh xem, hoặc anh em bấm đăng ký kênh để anh em theo dõi những video sau bên cửa hàng Tuấn Mô Tô đăng lên. Đó, rất là cực kỳ hợp lý cho anh em luôn. Đó, anh em nào mua rồi thì anh em ủng hộ cho bên cửa hàng một like. Còn anh em nào chưa mua thì anh em xem video, để anh em nào thích xe nào thì gọi điện cho em để chốt giá xe đó nha. Máy con này nhìn rất là đẹp anh em. Đó, rất là đẹp.
Nói chung về dòng Honda Master 3 thì hiện tại thị trường nó cũng rất là hiếm. Vì đa số những dòng xe này thì chủ xe sử dụng rất là bền, rất là kỹ nên rất là ít nhiều người bán lại lắm anh em. Nó chạy nó rất là bền luôn. Nó không có hư bậy bạ ha. Còn những dòng xe giống như là những dòng xe khác thì em không tiện kể tên thì nó dễ bị hư hoặc là lật vạt còn này kia. Còn những dòng xe này thì anh em sử dụng thì anh em biết rồi, những dòng xe Honda chính hãng như là những dòng xe này nó hư rất là dễ sửa chữa anh em. Rất là dễ sửa. Đó. Anh em thợ ở quê anh em cũng vẫn là sửa được luôn. Đó. Rất là tiện lợi nha. Đó. Rồi, video này thì cũng đã dài rồi, em sẽ ngưng video này và hẹn gặp lại anh em video sau. Chúc toàn thể anh em xem video thật là vui vẻ và luôn luôn ủng hộ kênh bên cửa hàng Tuấn Mô Tô nha. Rồi, cảm ơn và hẹn gặp lại anh em video sau.